Hello, xin chào tất cả khán giả đang xem nhật ký động vật. Mình là Kim Ngọc. Bạn có biết đây là con gì không? Tên côn đồ lông bông này là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả những sinh vật bé nhỏ mà nó gặp. Nhìn mặt thì cũng không đến nỗi đáng sợ phải không nào? Bởi vậy mới nói câu, nhìn mặt mà bắt hình rong của các cụ không phải lúc nào cũng đúng. Nó là một thợ săn luôn tràn đầy sinh lực, không biết mệt mỏi vì cái bụng được ví như thùng không đáy. Nghe thì có vẻ giống chư bát giới đấy, nhưng thân hình thì không được giống cho lắm. Từ một góc độ khác, nó là một sinh vật huyền bí đáng yêu, đã làm mê hoặc trái tim của hàng triệu người. Con vật trông rất dễ thương này là một kiểu động vật đa nhân cách, và tất cả đó chỉ là những tấm mặt nạ che giấu sự thật bên trong. Đó là Raccoon Dog, tiếng Việt dịch ra có nghĩa là chó gấu trúc, chó gấu mèo, gấu chó, lửng chó. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sinh vật có bộ lông siêu cute này nhé. Trước khi bắt đầu đừng quên ấn subscribe channel để ủng hộ kênh của chúng mình và không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Chúng rất khác biệt so với phần còn lại của dòng họ và thường bị bỏ ra rìa trong những cuộc hội thoại. Dù sao thì đây là lỗi của tạo hóa chứ không phải của chúng, phải không các bạn? Lửng chó thuộc giống chó lông xù và có họ hàng xa với chó và sói. Nghe thì có vẻ gần gũi và có nhiều đặc điểm giống chó, nhưng chúng lại có họ hàng gần với cáo. Thật là gây bối rối. Tên khoa học của lửng chó là Nycteruti procyonoidi. Chúng là thành viên duy nhất của chi Nycteruti, nhưng trong chi, hệ thống phân loại của chúng là một mớ hỗn độn. Chúng được tìm thấy ở Nhật Bản, khu vực Đông Á, và chúng đang ngày càng phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động. Một số nhà khoa học cho rằng lửng chó Nhật Bản còn được gọi là Tanuki, và đó là một loài riêng, trong khi những nhà khoa học khác nhận định nó chỉ là một phân loài. Các nhà khoa học cũng thật là phiền phức phải không các bạn? Có mỗi cái việc tách thành loài riêng hay không cũng tranh luận mãi. Tất nhiên những điều này chẳng làm các bạn lửng chó quan tâm, vì bạn biết không, điều chúng quan tâm thực sự là thức ăn và chẳng ai có thể đổ lỗi cho chúng. Những con lửng chó đói khát này có chế độ ăn uống đa dạng nhất trong các loài chó. Nếu để mình đánh giá thì mình sẽ xếp chúng vào danh sách top đầu những động vật ăn tạp nhất thế giới. Chúng ăn hầu hết tất cả mọi thứ mà răng chúng có thể nghiền nát. Chúng ăn từ rễ cây, cá, chim, côn trùng, vân vân và mây mây. Những động vật gặm nhấm như chuột nhảy hay chuột đồng thường là những món ăn khoái khẩu của chúng. Ở những vùng đầm lầy, lửng chó thường ăn rùa và ếch độc. Để bảo vệ bản thân khỏi các chất độc từ việc ăn uống không chọn lọc, chúng tiết nhiều nước bọt để làm loãng chất độc. Bạn không hề nghe nhầm đâu, đúng là chúng đã tiết nhiều nước dãi để miễn nhiễm với chất độc. Nếu con người mà cũng có kỹ năng này thì số lượng người vào viện do ngộ độc thực phẩm chắc sẽ giảm đi rất rất nhiều. Trong mùa đông lạnh giá, chúng có thể bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của mình xác thối hay thậm chí là phân. Chế độ ăn uống này có vẻ rất khắc nghiệt, hương vị thì các bạn cũng có thể hình dung ra được nó như thế nào rồi đấy. Nhưng nó giúp lửng chó có thể tồn tại qua những tháng mùa đông khắc nghiệt. Mặc dù có nhiều kỹ năng sinh tồn hơn là cái mồm ăn như phá mả cộng với cái bụng không đáy, những con lửng chó này là bậc thầy về tàng hình, chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Mặc dù số lượng và phạm vi hoạt động ngày càng phát triển, nhưng chúng ta cũng rất ít gặp chúng vào ban ngày. Chúng thường được thấy sau khi mặt trời lặn, điều này bảo vệ những con nhỏ khỏi những động vật săn mồi vào ban ngày và cả con người. Do tập tính sinh hoạt, đôi mắt đã được tiến hóa để hoạt động tốt trong môi trường ánh sáng yếu. Thêm nữa, chúng có lông mi đen xung quanh mắt, giảm độ chói của ánh sáng trực tiếp. Điều này giúp chúng không bị lóa mắt khi có ánh sáng rọi đến. Đây là một kỹ thuật đã được chứng thực, trên thực tế những người lính hay vận động viên cũng từng sử dụng. Và điều quan trọng nhất là nó làm cho lửng chó nhìn giống như những chú chó lông xù nghịch ngợm. Lửng chó có những đặc điểm khá giống với gấu trúc bới rác hay gấu trúc rác rưởi. Đó là sự hội tụ của quá trình tiến hóa. Hai loài động vật có vú ăn tạp về ban đêm đã phát triển với những đặc điểm giống nhau dựa trên những thói quen và nhu cầu tương tự. Giống như gấu trúc hay những loài động vật có thể sống sót qua mùa đông băng giá ở Bắc Mỹ, chúng có một bộ lông mùa đông siêu dày để bảo vệ cơ thể khi nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến âm 25 độ C. Nhưng không giống như những người bạn ở Bắc Mỹ, lửng chó chọn cách ngủ đông để sống sót qua những ngày tháng lạnh lẽo và đói kém. Lửng chó là những con vật duy nhất trong dòng họ chó làm như vậy. Cũng giống như những động vật ngủ đông khác, chúng dự trữ chất béo vào cơ thể để có thể tồn tại qua mùa đông. Trước khi ngủ đông, chúng nặng khoảng 7 kg. Trọng lượng cơ thể chúng sẽ giảm đi một nửa khi mùa đông trôi qua. Thật là kỳ diệu phải không nào? Xem đến đây các bạn muốn giảm cân có ước, con người cũng có thể ngủ đông không? Vừa được ngủ lại vừa được giảm cân, hơn nữa lại không phải tốn tiền ăn chơi những tháng ngày ấy. Thật không may những con lửng chó không đủ béo có thể sẽ không sống sót qua mùa đông lạnh giá ở những vùng như Siberia.
Vì vậy, bạn cũng không nên khắt khe với chúng hay chê chúng tham ăn trong những ngày tháng ấm áp. Giống như chúng ta cũng thường tiết kiệm một phần để dùng vào những lúc khó khăn vậy. Chúng cần phải ăn và tăng cân hết mức có thể vào cuối thu. Mặc dù nhìn rất to lớn nhưng chúng chỉ nặng tối đa khoảng 7,5 kg bằng một chú chó Pug. Đó là do bộ lông siêu dài và dày của chúng. Tất nhiên, lửng chó chỉ ngủ đông khi chúng cảm thấy cần thiết và những con lửng chó ở phía nam quả địa cầu không cần phải ngủ đông quá lâu. Bộ lông dày, kiệt tác tạo hóa ban tặng những con lửng chó đã lọt vào mắt xanh của con người. Khi con người nhìn thấy có thể tạo ra những sản phẩm có thể bán trên thị trường từ những bộ lông tuyệt đẹp này, những chú lửng chó bị săn lùng khắp nơi, bị giết lấy lông làm áo khoác và mũ. Mọi thứ bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, thay vì nhập khẩu lông thú cách xa hàng ngàn dặm, thì những người Nga đã bẫy những con lửng chó và chuyển đến các trại lông thú ở phía tây đất nước. Lúc bấy giờ họ nghĩ đây là một bước đi khá đúng đắn trong việc kinh doanh. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo với khu vực phía tây của Nga sẽ làm bạn hết sức ngỡ ngàng. Như đã nói ở phần đầu video, những anh chàng lửng chó lông bông này là những kẻ tham ăn tục uống. Chúng có khả năng xóa sổ các loài động vật nhỏ bản địa trong vòng vài năm. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra đến với miền tây nước Nga. Một số anh em nhà lửng chó đã trốn thoát khỏi trang trại lông thú và chúng bắt đầu việc sinh nở kế hoạch trong tự nhiên. Kể từ đó, chúng xâm lấn phía tây nước Nga, các nước Phần Lan, Thụy Điển và khắp Trung và Tây Âu. Chúng đã tìm thấy ở những vùng đất xa về phía nam như biên giới Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh coi chúng là một loài có khả năng xâm lấn mạnh mẽ trong tương lai gần. Tất nhiên, cũng giống như những loài vật khác, chúng chỉ cố gắng sống sót và thích nghi. Chúng đã bị bắt và mang đi khỏi nơi cư trú bản địa. Sau này, chúng đã là mối đe dọa lớn đối với các quần thể chim, lưỡng cư và bò sát địa phương. Vì những vấn đề này, chính quyền các địa phương đang cố gắng tiêu diệt chúng. Nhưng những chú lửng chó là bậc thầy về tàng hình, nên việc bắt chúng đối với con người thực sự rất khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của chó săn. Có thể bạn sẽ nghĩ, ồ, chúng sống trong những khu vực với gấu, hổ, báo và chúng sẽ bị những con vật này tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhưng không, trong mắt gấu, hổ, báo, chúng quá nhỏ và không ai thèm để ý tới miếng mồi đó cả. Kẻ thù đáng sợ nhất cho sự tồn tại của lửng chó là sói. Ở miền đông nước Nga, hơn một nửa lửng chó đã bị sói giết. Đối với những người đánh bẫy lửng chó, tỷ lệ thành công sẽ tăng từ 10 đến 50% khi sử dụng chó săn. Tất nhiên là không thể tay không bắt giặc với chúng được rồi. Cuộc sống trong tự nhiên thật không dễ dàng gì phải không nào? Trở lại với xứ sở hoa anh đào, lửng chó Nhật Bản hay còn được gọi là Tanuki. Ở nơi đây chúng có một vị thế và danh tiếng thực sự khác biệt. Có thể nói Tanuki là một huyền thoại ở Nhật và được nhắc đến không ít. Trong văn hóa dân gian địa phương, lửng chó Nhật Bản được cho là sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ như thay đổi hình dạng, chiếm hữu con người, kiểu như nhập hồn rồi điều khiển. Những siêu năng lực này đã được sử dụng trên các phương tiện truyền thông như game Super Mario Bros, nơi bạn có thể dùng sức mạnh của Tanuki để bay. Nguồn gốc sức mạnh của Tanuki đến từ cặp bi khổng lồ của chúng, được thể hiện nổi bật trong nghệ thuật Tanuki. Bởi vậy, những gì bạn nhìn thấy trong nhân vật Mario không phải vì anh ta béo, mà là do anh ấy giấu nguồn sức mạnh khổng lồ trong quần mình mà thôi. Đến với nhật ký động vật và chúng ta cùng xem bi của chúng có thực sự khủng khiếp như trong truyền thuyết không nhé. Sau khi tìm hiểu thì chúng thực sự không như những gì trong truyền thuyết. Hai viên bi của chúng cũng chỉ bằng của những con cáo mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Và hãy đăng ký kênh chuẩn bị chào đón video tiếp theo của chúng mình nha. Mình nên nói về con vật nào tiếp theo nhỉ? Comment con vật mà bạn muốn tìm hiểu cho chúng tớ biết nhé. Hẹn gặp lại!